Trong suốt những năm tháng vừa qua, chúng ta đã thấy trên khắp thế giới những phong trào phản kháng nổi dậy ở các nước không có tự do, đặc biệt là từ Việt Nam qua đến Hồng Kông, qua đến Ba Lan, Tây Tạng, Thiên An Môn, Trung Cộng, và gần đây nhất đó là Miến Điện. Những điều đó đã làm mọi người thao thức, và những người có lương tâm, lương tri trên thế giới đều muốn tiếp tay. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe một ca khúc của một người trẻ và cũng mang một nhiệt huyết đấu tranh và muốn kêu gọi mọi người cùng góp sức. Đúng như vậy. Chúng ta hãy nghe ca khúc Góp Gió của nhạc sĩ Bảo Long, sẽ được trình bày bởi hai cặp vợ chồng Bảo Long Mai Kha và Thiên Hương Đình Ngà sau đây. Nâu hồng đất phù sa.
ruộng đồng bao la đem no ấm muôn nhà. Tôi có một giọng nói ngày biết đọc nghe đánh vần trang hùng sử hơn dựng được ông cha. Góp sâu đất gió với bạn từ Ba Lan, với anh từ miền Điện, với chị từ Hồng Kông. Hãy góp sâu đất gió với bạn từ Thiên An Môn, với anh từ Tây Tạng, đồng bào Việt Nam. Hãy góp sâu với bạn từ Thiên An Môn, với anh từ Tây Tạng. Với đồng bào suốt hơn 2 tiếng đồng hồ vừa qua, quý vị đã cùng anh em chúng tôi, những người du ca, ôn lại những ký ức của tháng Tư Đen 1975. Đi lại một chặng đường 46 năm qua, chúng ta thấy được gì? Chúng ta có được gì? Chúng tôi tin rằng quý vị cũng như chúng tôi cũng có những ước mơ và cũng có những hoài vọng về một quê hương của chúng ta. Đó là mục đích của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, hy vọng đã vươn lên là chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Hy vọng rằng sau 2 tiếng đồng hồ vừa qua, qua những tiết mục quý vị theo dõi trong chương trình ngày hôm nay, Thiên Hương mong rằng, cũng như anh em du ca chúng tôi, quý vị cũng thấy có một niềm hy vọng từ những bài hát của các em nhỏ hát. Bởi vì khi chúng tôi hướng dẫn các em hát trong chương trình Ước Mơ Việt, các em không chỉ hát, các em phải hiểu ý nghĩa của bài hát, và hy vọng rằng từ đó các em biết yêu quê hương, yêu đất nước và gắn bó với cộng đồng, và các em sẽ có trách nhiệm để mà tiếp nối con đường mà cha ông đã đi qua. Được như vậy thì hy vọng rằng tương lai của nước Việt Nam chúng ta nhất định sẽ tươi sáng hơn. Trong gian nan còn tìm thấy hy vọng, như bài hát đầu tiên mà quý vị nghe trong chương trình, đó là Tìm Về Nguyên Thủy. Và bây giờ, Hy Vọng Đã Vươn Lên, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. Mời quý vị cùng nghe. Và cùng hát với chúng tôi. Hy vọng đã vươn lên trong màn đêm bao ưu phiền, hy vọng đã vươn lên trong lo sợ mùa chinh chiến, hy vọng đã vươn lên trong nhục nhằn tràn nước mắt, hy vọng đã vươn dậy như làn tên đang rực lên trong màn đêm. Hy vọng đã vươn lên trong nhà hoang trên ruộng cằn, hy vọng đã vươn lên bên nương buồn dòng sông vắng, hy vọng đã vươn lên trong lòng thuyền còn xa bến, hy vọng đã vươn dậy như chiều dâng cho buồm cắm xuôi Trường Giang. Hy vọng đã vươn lên trên bàn tay trên mặt mày, hy vọng đã vươn lên trong tim người không bối rối, hy vọng đã vươn lên trên nhịp nhàng còn đi tới, hy vọng đã vươn dậy trong lòng anh, trong lòng tôi, trong lòng ai. Hy
vọng đã vươn lên trong bộ sâu quên ưu sầu. Hy vọng đã vươn lên dưới mặt trời thêm vời vợi. Hy vọng đã vươn lên trong cuộc tình toàn thế giới. Hy vọng đã vươn dậy trong ngày qua, sang ngày nay cho ngày mai. Hy vọng đã vươn dậy trong ngày qua, sang ngày nay cho ngày mai. Hy vọng đã vươn dậy trong ngày qua, sang ngày nay cho ngày mai. Giờ đây các em xin mời Nguyên trưởng Hoàng Ngọc Thượng đã từng là chủ tịch của phong trào du ca Việt Nam và hiện nay đang là người hướng dẫn dìu dắt cho đàn du ca Nam California. Vâng, chúng tôi cũng có thể nói đây linh hồn của du ca Việt Nam. Cảm ơn đoàn du ca đã nhắc đến tôi mỗi lần truyền hòa. Hôm nay tôi không có nói nhiều, quý vị gửi lời cảm ơn và chúc tất cả anh em du ca cùng với giới trẻ trong nước và ngoài nước phải nhớ rằng nhạc du ca là nhạc tác động, nhạc đấu tranh. Chúng ta không dùng vũ lực được, chúng ta cũng khó vũ lực, chúng ta cũng có khí giới để chống lại kẻ thù của dân tộc. Vì anh chị em phải cố gắng bằng cách này cách khác sáng tác nhiều hơn để tác động lòng người, tác động nhân dân đấu tranh. Và tôi tối nay tôi nhớ đến một cái bài hát của một nhạc sĩ du ca. Cái bài đó có cái tên là Những bước chân đi tới. Tôi xin hát 4 câu và quý vị hướng ơn thì hát thêm. Bây giờ tôi làm nhạc trước, xin quý vị nói theo cho nó đúng lời. Ta mang nặng trên vai chiến sĩ, ta mang nặng trên vai chiến sĩ, bao thế hệ kiếp cao bổn đồng, bao thế hệ kiếp cao bổn đồng. Nước chia lìa lòng đau tựa cắt, nước chia lìa lòng đau tựa cắt. Tiến tới người Việt ơi, tháo gông xiềng tối tăm. Tiến tới người Việt ơi, tháo gông xiềng tối tăm. Bây giờ chúng ta hát nhạc nhé. Ta mang nặng trên vai xiềng xích, ta thế hệ thương cao tuổi cao. Nước chia lìa lòng đau lửa căng. Tiến tới người Việt ơi, tháo gông xiềng tối tăm. Tiến tới người Việt ơi, tháo gông xiềng tối tăm. À, trong tinh thần cuộc khởi dân tộc Việt Nam và trong tinh thần du ca, chúng ta hãy cùng cất cao tiếng hát Việt Nam quê hương ngào nghệ.